Câu chuyện chim sẻ lười biếng. Một con chim sẻ thấy ông mật có cái tổ vừa chắc chắn vừa ấm áp, thích quá, vội hỏi cách làm. Ông nói: cậu cứ đi tìm phấn hoa làm mật, rồi lại biến mật thành sáp để gắn tổ. Mình sẽ dạy cậu ngay. Sẻ nghe xong thở dài: Ôi, sao mà phiền phức quá vậy, mình chỉ thích làm đơn giản thôi. Nói rồi nó vội vã bay đi. Gặp chim én, sẻ lại nói: tổ của chị em thật là thích, gió không lọt vào, mưa không ướt tới, chị bày cho em cách làm tổ đi. Chim én nhiệt tình chỉ bảo ngay: em cứ chịu khó đi lấy bùn về, đắp từng tí một trên tường nhà hay bên bậu cửa là được thôi mà. Sẻ con nhăn mặt: eo ơi, bùn ướt bẩn lắm, em chịu thôi. Thấy tổ chim chèo bẻo sáng sủa, chim sẻ rất ưng ý, liền nhờ chèo bẻo hướng dẫn cách làm. Chèo bẻo nói ngay: cậu chỉ kiếm cỏ khô và rễ cây, để đan với nhau cho thật khéo là thành tổ mà thôi. Thấy cách này có vẻ dễ, sẽ bắt tay làm ngay. Nhưng sẽ lấy cỏ và rễ cây nào cũng để rơi xuống đất. Hì hục mãi, chim sẻ vẫn chẳng tha được chút rễ cây cỏn con nào. Tức mình quá, sẽ ôm mặt khóc, rồi nó quyết định: mình sẽ không làm tổ trên cây nữa. Làm tổ trên cây, lỡ gió hất bay mất thì uổng công. Vừa lười biếng, lại vừa ngại khó, rồi vụng về nữa, nên đến bây giờ sẻ vẫn không có tổ. Đêm đến nó cứ bạ đâu ngủ đó. Đến khi sắp đẻ trứng, nó mới chịu tha mấy cọng rác vào ống tre đầu nhà hoặc hốc mái làm tổ ở tạm. Sẻ đúng là loài chim lười làm tổ, phải không các bạn?